sức khỏe và cuộc sống. Vâng, thưa quý thính giả, có thể nói rằng là thời gian về sau này thì chúng ta cũng thấy rằng có rất nhiều quý thính giả chúng ta đã nâng cao hơn việc ý thức chăm sóc giữ gìn sức khỏe của mình. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có một yếu tố khác mà cũng ảnh hưởng nhiều đến việc chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, đó là về hoàn cảnh của các gia đình. Mỗi nhà thì mỗi khác nhau, phải không thưa quý vị? Và ở những gia đình mà có điều kiện, khi mà chúng ta có được cái chế độ ăn uống bổ dưỡng, rồi thuốc men đầy đủ, rồi việc ngủ nghỉ sinh hoạt hợp lý, bên cạnh đó thì chúng ta cũng được tiếp cận các phương thức chữa trị hoặc là thường xuyên được theo dõi sức khỏe, thì chắc hẳn là ở những gia đình đó các thành viên sẽ có được những cái sức khỏe tốt, phải không thưa bác sĩ Phan Hữu Phước? Rõ ràng chúng ta biết rằng là khi nói đến vấn đề chăm sóc sức khỏe đó, thì rõ ràng cái điều kiện khách quan chính là cái điều kiện kinh tế của chúng ta, và thứ nhì nữa là cái điều kiện về thời gian. Và nếu như chúng ta cộng với một cái ý thức tốt thì chúng ta có thể có được một cái sức khỏe tốt mà khi chúng ta thường xuyên theo dõi sức khỏe của mình và phát hiện sớm những căn bệnh nguy hiểm. Dạ vâng, nhưng mà liệu rằng là ở những gia đình mà chúng ta có điều kiện đầy đủ như vậy thì các thành viên trong gia đình liệu có phải gặp phải những cái khó khăn hoặc là những cái căn bệnh nào đó có liên quan một chút đến cái hoàn cảnh gia đình hoặc là những cái điều kiện về kinh tế không thưa bác sĩ? Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là điều kiện kinh tế nó cũng rất là quan trọng trong vấn đề chăm sóc sức khỏe. Bởi vì nếu như mặc dù chúng ta có thể có ý thức tốt và quan tâm tốt, nhưng mà khi mà chúng ta có cái điều kiện kinh tế tốt thì chúng ta có thể thực hiện được những cái điều mà mình mong muốn. Chẳng hạn như chúng ta có thể khám sức khỏe định kỳ nè, hoặc là chúng ta có thể đi khám bệnh hoặc là kiểm tra sức khỏe mình khi thấy cơ thể mình có một số cái dấu hiệu bất thường. Hay là mình có những cái biện pháp phòng ngừa bệnh chủ động. Chẳng hạn như đối với việc tẩy dung thì chúng ta có thể dùng thuốc định kỳ nè. Đối với mùa bị cảm cúm thì chúng ta có thể dùng thuốc để chủng ngừa cảm cúm, hay là dùng thuốc để chủng ngừa những cái căn bệnh mà có thể bị lây lan qua nhiều đường tiếp xúc trong xã hội, như là đường bệnh viêm gan siêu vi, hoặc là ở trẻ em thì chúng ta có thể chủng ngừa những cái loại bệnh mà viêm màng não. Ở người già có thể chủng các cái loại bệnh mà như là bệnh viêm phổi do phế cầu chẳng hạn. Dạ vâng, tuy nhiên rằng anh Tàu cũng nghĩ chẳng hạn như có liên quan một chút đến bộ phim mà chúng ta cũng còn nhớ, một bộ phim truyền hình rất là dài tập của Mexico được chiếu vào những năm 90, đó là bộ phim Người Giàu Cũng Khóc. Thì thưa bác sĩ Phan Hữu Phước, cũng có thể nói rằng là ở các cái gia đình mà có hoàn cảnh điều kiện kinh tế khá giả thì đôi khi là các thành viên trong gia đình cũng gặp phải những vấn đề rất là khó chịu về sức khỏe của mình, và nó cũng do là việc chúng ta đã sử dụng quá nhiều các loại thực phẩm bổ dưỡng, hoặc là do một lý do nào đó chúng ta cũng có thể gặp phải những căn bệnh mà đôi khi hôm nay chúng ta vẫn nói với nhau là bệnh của người giàu ạ. Vậy thì với chương trình Sức khỏe cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta có thể là chia sẻ thêm những cái thông tin liên quan đến những cái căn bệnh này được không ạ? Rõ ràng trong xã hội của chúng ta thì đôi khi chúng ta nghe nói một số căn bệnh đó là căn bệnh của nhà giàu. Thật sự ra đây là một cái nhóm bệnh có liên quan đến cái thói quen sinh hoạt. Chúng ta biết rồi, thì khi mà cuộc sống kinh tế tương đối khá giả một chút xíu thì thói quen vận động cũng giảm đi và ăn uống thì lại nhiều hơn. Và cả hai cái thói quen này lại là một cái nguy cơ của một cái nhóm bệnh. Bởi vì thói quen mà có thói quen vận động giảm đi do cái mà trong y học này gọi là lối sống tĩnh tại, hay là ít vận động, ngồi nhiều một chỗ, hay là những công việc làm việc văn phòng, và cái cuộc sống ăn uống thì cũng rất là dư thừa, bởi vì chúng ta có thể ăn theo ý thích của mình, và từ đó cái việc cơ lên cân nó cũng rất là dễ dàng. Và cả hai cái thói quen và lối sống như vậy sẽ là một cái yếu tố nguy cơ của một số nhóm bệnh, như là bệnh béo phì nè, rồi bệnh đái tháo đường, bệnh tăng huyết áp, một số bệnh lý khác như là rối loạn chuyển hóa mỡ, hoặc là bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ. Và bên cạnh đó thì những cái căn bệnh khác liên quan đến xương khớp, rồi nếu ăn uống quá dư thừa nhiều chất đạm thì có thể là cái nguy cơ của vấn đề tăng axit uric trong máu. Và bên cạnh đó thì những cái vấn đề thoái hóa khớp và loãng xương cũng rất dễ xảy ra ở trên những đối tượng này. Vâng, như vậy thì lúc đầu anh Đào nghĩ rằng đơn giản sẽ có một số những căn bệnh mà quý thính giả có thể liệt kê ngay khi nhắc đến, đó là bệnh của người giàu, chẳng hạn như là bệnh gút, hoặc là bệnh béo phì, hoặc là mỡ trong máu. Nhưng mà còn với các bệnh khác như bác sĩ vừa đề cập, đó là bệnh loãng xương, hoặc là bệnh tim mạch và tiểu đường, thì vì sao ở những đối tượng này lại có thể là dễ mắc các căn bệnh mà chúng ta vừa nêu ạ?
Bây giờ chúng ta biết rồi thì bệnh đái tháo đường ngày nay đó là một trong những cái nguy cơ để là tiềm ẩn của bệnh đái tháo đường đó, chính là cái tình trạng là ít vận động. Khi cơ thể của chúng ta nạp năng lượng rất là nhiều mà chúng ta ít vận động thì năng lượng này sẽ dư thừa, và đặc biệt là khi ăn quá nhiều chất ngọt. Và bên cạnh đó thì những người mà ít vận động và ăn uống nhiều lại là cái có những căn bệnh khác như là cao huyết áp hay là bệnh béo phì, thì cả hai căn bệnh này lại là nguy cơ của bệnh đái tháo đường nữa. Dạ vâng, như vậy thì hẳn rằng là quý thính giả nào chúng ta quan tâm đến sức khỏe và gia đình chúng ta cũng có điều kiện, thì chúng ta sẽ có những cái cách chăm sóc sức khỏe của mình như thế nào, cũng như là chúng ta phải thường xuyên thăm khám bác sĩ đều đặn các vào giai đoạn giữa năm hoặc là cuối năm để chúng ta có được những cái lời dặn dò cũng như là những cái cảnh báo về tình trạng sức khỏe của mình. Thì theo bác sĩ thì chúng ta cần phải có thêm những cái chế độ sinh hoạt như thế nào nữa để cho thực sự là khoa học và hợp lý ạ? Như vậy thì đối với những người mà đã có điều kiện kinh tế rồi đó, thì chúng ta cũng cố gắng dành thời gian để mà luyện tập vận động cơ thể. Nếu như chúng ta đã không còn cái thói quen gọi là vận động cơ thể từ nhà cho đến chỗ làm việc, ví dụ như là đi xe đạp hay là đi bộ đó, mà ngày nay chúng ta dùng những phương tiện cao cấp hơn như là xe ô tô riêng, thì chúng ta sẽ mất đi cái thói quen vận động này. Và trong trường hợp đó thì chúng ta cố gắng là có một cái dành một khoảng thời gian vào buổi sáng. Nếu không có thời gian buổi sáng thì cũng có thể là buổi tối, nhưng mà buổi tối thì không tốt bằng buổi sáng đâu. Bởi vì sau một ngày làm việc mệt nhọc mà chúng ta phải có thêm những cái bài tập thể dục thể thao nữa thì đôi khi lại không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Và do đó, nếu như chúng ta có cái vấn đề luyện tập cơ thể của chúng ta khoảng 30 phút một ngày, và chúng ta cần nhớ rằng phải luyện tập ít nhất là 6 ngày trong một tuần, và mỗi lần luyện tập cũng phải ra được mồ hôi, và có nghĩa là vận động cơ thể thật sự thì những cái vận động thể lực như vậy mới có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Dạ. Nhưng riêng với đối tượng là người cao tuổi thì anh Đào thấy là các cụ cũng vẫn dành thời gian để luyện tập rồi đi bộ vào buổi sáng và chiều tối. Nhưng mà ở đối tượng người già thì anh Đào thấy là cái việc mà toát mồ hôi sau những cái lúc luyện tập thì rất là ít. Như vậy thì liệu rằng là cái việc duy trì thói quen đi bộ và tập thể dục như vậy nó có mang lại lợi ích cho sức khỏe không ạ? Cái việc mà luyện tập thể dục thể thao để có được một ít mồ hôi đó là điều cần thiết. Bởi vì chúng ta biết rồi thì khi luyện tập đến mức độ như vậy thì mới có tác động tốt đến cho sức khỏe của chúng ta, thì không kể là người đó là 20 tuổi hay là 60 tuổi. Thì đây là một cái nghiên cứu khoa học rồi. Và nếu như hầu hết những người cao tuổi thì luyện tập rất là nhẹ nhàng. Mà thông thường thì tôi hỏi là có tập thể dục thể thao hay không thì điều nó có, nhưng mà luyện tập chỉ gần 5-3 phút thôi. Thì thật sự ra những điều này thì cũng luyện tập, cách luyện tập như vậy không có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Vâng ạ, đó là một trong những câu hỏi vô cùng đơn giản mà anh Đào cũng thường hay gặp trong quý thính giả. Và có thêm những câu hỏi khác liên quan đến việc chăm sóc giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình và các thành viên khác, thì anh Đào nghĩ rằng là quý vị và các bạn đã có thể gọi đến số máy 38223285 để đăng ký và nhận được lời khuyên từ bác sĩ Phan Hữu Phước. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dành ít phút cho nhà tài trợ đơn vị đồng hành cùng với chương trình là văn phòng đại diện Sanofi Pasteur với sản phẩm Vasigrip có chức năng phòng ngừa bệnh cúm mùa 2010, đặc biệt là chủng cúm AH1N1 năm 2009 đã tham gia và cùng đồng hành với chương trình. Cúm là bệnh xuất hiện quanh năm ở nước ta. Trẻ em là đối tượng rất dễ bị lây nhiễm. Tỷ lệ nhiễm ở trẻ em là 15-42% ở lứa tuổi đi nhà trẻ, mẫu giáo và đầu cấp 1. Đồng thời trẻ em cũng là đối tượng lây truyền bệnh cúm trong gia đình và cộng đồng với tỷ lệ 30%. Virus cúm gây ra các biến chứng như là viêm tiểu phế quản, viêm khí phế quản, làm nặng thêm tình trạng bệnh hen có sẵn, và viêm tay giữa, rối loạn tiêu hóa, co giật do sốt hoặc là viêm não. Đặc biệt là làm gia tăng thêm việc sử dụng kháng sinh đến 30% cho trẻ trong suốt mùa cúm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, việc tiêm phòng vaccine đã được chứng minh làm giảm 60% bệnh tật liên quan đến cúm, giảm tử vong do cúm đến 70-80%. Ngay cả ở người khỏe mạnh, việc tiêm ngừa cúm cũng giúp giảm 70-90% nguy cơ mắc bệnh cúm. Trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên có thể tiêm ngừa được vaccine cúm để bảo vệ mình và cộng đồng. Hiện nay đã có vaccine ngừa cúm mùa 2010 tại các bệnh viện, trung tâm y tế trong toàn quốc. Đặc biệt, tiêm vaccine cúm mùa năm nay giúp phòng ngừa chủng cúm đại dịch AH1N1 năm 2009. Và bây giờ chúng ta sẽ kết nối máy với những quý thính giả đã đặt câu hỏi cho chương trình ngày hôm nay. Alo. Alo, dạ, chào chị anh Đào ạ. Dạ vâng, xin chào anh. Dạ, anh dạ, có thể nêu câu hỏi dạ, với bác sĩ. Chào bác sĩ Phan Đức Phước ạ. Dạ, chào anh. Bác sĩ cho em hỏi một chút xíu về vấn đề này, chút xíu bác sĩ ạ. Dạ, anh có thể nêu câu hỏi ạ. Dạ. Bác sĩ cái tình trạng mà uống thuốc mà data ngày nào cũng uống có gây ảnh hưởng tới sức khỏe không bác sĩ?
Như chúng ta đã biết rồi thì bất cứ một loại thuốc nào cũng vậy, mặc dù là thuốc có ghi to hay không ghi to, nếu như những cái loại thuốc đó nếu nó không phù hợp với sức khỏe của mình mà mình dùng thường xuyên mỗi ngày, thì tất cả các loại thuốc chúng ta cần nhớ rằng khi uống vào cơ thể của chúng ta phải chuyển hóa qua gan. Bởi vì thuốc là một dạng hóa học, một chất hóa học, và khi chất hóa học đưa vào cơ thể của chúng ta thì phải chuyển hóa qua gan đầu tiên để đưa vào trong máu tuần hoàn của chúng ta, và sau đó thì sẽ được thải ra ngoài bằng gan hoặc là thận. Và do đó nếu như chúng ta sử dụng với một cái mục đích mà chúng ta cứ nghĩ rằng là có tốt hay không tốt cho cơ thể của chúng ta, mà chúng ta sử dụng kéo dài như vậy á, thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc một chút giữa cái lợi và cái hại cho cơ thể của chúng ta. Dạ, cái thuốc mà Procivon á, tức là nó là data đó bác sĩ, Procivon á, dạ. Vâng, thì tôi đã nói rồi với anh đó, thì tất cả những cái nhóm thuốc như vậy thì khi chúng ta sử dụng thì chúng ta phải cân nhắc một chút xíu, bởi vì nếu như chúng ta thấy là nó có lợi cho sức khỏe của chúng ta, nhưng mà nếu như chúng ta sử dụng kéo dài á, mà đôi khi cái điều lợi của chúng ta chưa thấy, nhưng mà có chúng ta có thể gặp những cái phản ứng phụ hoặc là những cái tác hại đến gan của chúng ta. Dạ vâng ạ. Vâng, và tiếp theo sẽ là vị thính giả khác ạ. Alo, xin chào vị thính giả đầu dây bên kia ạ. Alo. Dạ vâng ạ, chị có thể theo câu hỏi ạ. Em chào chị, chào bác sĩ. Bác sĩ ơi, cho em hỏi như bà của em nó trên 60 tuổi mà sau ba thường hay bị giật cái lưng đó, với lại hay bị lạnh ban đêm đó bác sĩ. À vâng, tôi đã hiểu câu hỏi của chị. Thì tình trạng lạnh ban đêm hay là lạnh ở xương sống thì hoặc là co giật ở cái vùng cơ, ở cái vùng thắt lưng cũng là thường gặp ở người già. Và hầu hết trong những trường hợp như vậy thì tôi cho làm một số cái xét nghiệm cũng khá là đơn giản và rẻ tiền thôi, đó là chụp X quang cột sống bình thường thì có thể thấy được những cái bệnh lý cột sống như là thoái hóa cột sống, và đây cũng chính là nguyên nhân gây ra những cái biểu hiện như trên. Và với những cái biện pháp điều trị cũng không phải là tốn kém lắm thì chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này. Tuy nhiên thì những cái nhóm thuốc mà điều trị bệnh lý cột sống thì chúng ta phải khá thận trọng một chút, bởi vì những nhóm thuốc này thì có thể gây ra một số cái phản ứng phụ nguy hiểm cho cơ thể nếu như chúng ta sử dụng không đúng cách. Dạ, vâng ạ. Đó là những cái thông tin cơ bản giúp chị hiểu qua về tình trạng của ông. Nhưng mà để có cái hướng điều trị cụ thể hơn thì chắc lẽ là chị cần phải đưa bác trai đến với cơ sở hoặc là đến với các phòng khám để được các bác sĩ thăm khám trực tiếp. Chúng ta sẽ tiếp tục với những câu hỏi khác. Alo. Dạ, vâng ạ. Xin chào chị. Dạ. Bác sĩ Phan Hữu Phước cũng đang lắng nghe câu hỏi của chị ạ. Chị cố gắng nói lớn hơn ạ. Xin chào bác sĩ. Bác sĩ cho hỏi mẹ là năm nay 83 tuổi, cũng bị bệnh tim mạch vành đó bác sĩ. Rồi bị thoái hóa khớp gối, cũng bị cao huyết áp đó bác sĩ. Nhưng mà cái chân bị nó đau nhức nhiều lắm, mà bác sĩ cho thuốc giảm đau là paracetamol đó bác sĩ. Mà uống kéo dài cũng cả tháng hơn á. Có thể giảm cái thuốc giảm đau này được không bác sĩ? Với lại mình có cái phương pháp nào để giống như là massage hay là mình chườm nóng, hay là mình có cái cách nào để cho giảm bớt đau mà bớt dùng thuốc bác sĩ? Vâng, tôi đã hiểu câu hỏi của chị. Đối với một người lớn tuổi trên 80 tuổi rồi thì chắc chắn là sẽ có nhiều bệnh lý, trong đó có bệnh tim mạch và bệnh lý về khớp nữa. Đặc biệt là bệnh thoái hóa khớp là một căn bệnh thường đồng hành với tuổi. Và trong trường hợp người mẹ của chị thì có đau ở vùng chân, chắc là đau ở khớp gối hoặc là khớp hông. Thì trong những tình huống như vậy thì phải dùng một số nhóm thuốc giảm đau. Và nếu như khi đã thấy thuyên giảm rồi thì chúng ta có thể giảm cái số lượng thuốc xuống. Ngoài ra thì bên cạnh cái việc dùng thuốc để điều trị thì chúng ta có thể sử dụng những cái biện pháp khác, gọi là phương pháp điều trị không dùng thuốc, nghĩa là vận động trị liệu, nghĩa là tập ở cái vùng khớp bị đau, hay là chúng ta sử dụng các cái phương pháp gọi là vật lý trị liệu. Trong đó thì đơn giản nhất là dùng đèn hồng ngoại hay là chườm nóng cũng đều có tác dụng. Thì cả đèn hồng ngoại và chườm nóng đều có một cái tác dụng gọi là thấu nhiệt nông, có nghĩa là một cái nhiệt áp lên da của chúng ta qua chườm nóng hoặc là tia hồng ngoại có thể thấu nhiệt nông, có nghĩa là chỉ khoảng vài mm ở dưới da của chúng ta. Và tình trạng chiếu tia hồng ngoại hoặc là chườm nóng như vậy cũng có thể giúp giảm đau được cái vùng khớp. Và bên cạnh những cái việc điều trị dùng thuốc thì tôi có nói lúc đầu thì chắc chắn rồi, phải kèm theo với chế độ vận động hợp lý thì có thể giúp mẹ chị giảm được cái liều lượng thuốc của mình. Tuy nhiên thì nếu như cần thiết thì chị cũng nên đưa bà cụ đến khám những cơ sở chuyên về bệnh người da, là bệnh về lão khoa, thì có thể giúp mẹ chị giải quyết vấn đề này. Dạ vâng ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục với vị thính giả kế tiếp ạ. Alo. Alo, dạ chào chị ạ. Dạ, vâng ạ.
Anh đang dạ, có thắc mắc gì nữa? Học ấy, chị nào, em hỏi chị. Alo. Dạ vâng ạ, đang nghe ạ. Dạ, em trước đi quê chị ạ. Em bị giác mất nặng, chị bị cập xương sống, rồi lúc đó em còn quá trẻ, không biết làm gì, không biết chị ở đâu, có nói với gia đình đó chị. Thì gia đình nói bảo không biết gì cả, tại vì em không... Không, anh cứ nói thẳng về vấn đề của mình ạ. Dạ, bây giờ em nằm cũng nhức mà đau, cũng nhức đi đâu, nói chung là quạt gì cũng nhức thôi chứ. Dạ vâng ạ. Rồi, tôi đã hiểu được câu hỏi của anh rồi. Có nghĩa là ở một người trẻ sau khi làm một công việc nặng thì bị đau lưng rất là dữ dội, và bây giờ đi cũng đau, đứng cũng đau, rồi nằm cũng đau, rồi nói chung làm việc gì cũng đau hết, thì đương nhiên đây là một cái trạng thái đau mà trong y học gọi là đau thắt lưng cấp tính. Thì khi đã bị cơn đau thắt lưng cấp tính như vậy, nếu như chúng ta không có điều trị đúng như kịp thời thì có thể kéo dài và sau đó chuyển qua đau thắt lưng mãn tính. Và trong một số trường hợp thì chấn thương ở cột sống khá nặng, chẳng hạn như là bị xẹp đốt sống hay là thoát vị đĩa đệm thì có thể gây ra những cái chấn thương về cơ học. Và trong những trường hợp này thì nếu như chúng ta điều trị bằng những biện pháp nội khoa đó, thì chúng ta cần phải kết hợp thêm những cái biện pháp vật lý trị liệu và luyện tập cái cột sống của chúng ta thì mới có thể giảm được. Và ngoài ra nữa thì có một số trường hợp rất là đặc biệt thì chúng ta cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên chúng ta cần nhớ rằng sau khi phẫu thuật cột sống xong á, thì cái người bệnh phải nói rất là yếu. Thậm chí là những trường hợp sau khi phẫu thuật cột sống xong thì có một số trường hợp cũng giảm sức lao động rất là nhiều và rất là tốn kém. Và theo lời khuyên của tôi bây giờ thì chắc chắn là anh phải đến một cái cơ sở về bệnh lý về cột sống có thể giúp anh giải quyết vấn đề này. Dạ vâng ạ. Và chúng ta sẽ tiếp tục dành thời gian cho các vị thính giả khác. Anh Lào xin chào vị thính giả đâu dưới bên kia ạ. Dạ chào chị ạ. Dạ vâng. Dạ chào chương trình ạ. Dạ chị nói lớn câu hỏi của mình ạ. Dạ cho em hỏi bây giờ mình người lớn á chị, trên 32 tuổi, muốn tẩy dung định kỳ á thì mình phải dùng loại thuốc gì á chị? Hay dạ, là mình có thể ra trực tiếp nhà thuốc mình mua, hay là mình phải đi bác sĩ cho đơn chị? Dạ, với vấn đề này thì bác sĩ cũng sẽ tư vấn cho chị ạ. Thì chúng ta biết rồi thì ngày nay thì khi để tẩy dung định kỳ cho người lớn và cả trẻ em nữa thì có khá nhiều cái nhóm thuốc. Tuy nhiên chị hỏi cụ thể tên của một nhóm thuốc thì cũng rất là khó. Bởi vì chúng ta biết rồi thì có rất là nhiều nhóm thuốc, trong đó có những cái nhóm thuốc mà có thể dùng mà không có ghi toa. Những nhóm thuốc không ghi toa này thì chúng ta có thể sử dụng một cách rất là dễ dàng. Thì tại nhà thuốc tây nào cũng có bán hết. Và theo tôi nghĩ thì nếu như có điều kiện thì cũng không nên tự ý sử dụng thuốc, mà chúng ta nên đến gặp thầy thuốc. Thì thầy thuốc chắc chắn là có một cái lời khuyên tốt hơn cho chúng ta, có nghĩa là qua một cái việc thăm khám rất là nhanh có thể giúp cho chúng ta có một cái loại thuốc đúng và theo dõi sau khi chúng ta sử dụng thuốc. Dạ, vâng. Bây giờ là 12:25, vẫn còn 5 phút nữa để bác sĩ Phan Hữu Phước dành thời gian tư vấn cho quý vị. Vâng ạ, xin được trò chuyện với vị thính giả đầu dây bên kia ạ. Alo. Dạ vâng. Alo. Dạ. Bác sĩ cũng đang lắng nghe, chị có thể nêu câu hỏi của mình rồi. Dạ dạ, em chào bác sĩ, em chào bác sĩ ạ. Dạ, em muốn hỏi chương trình bác sĩ chút xíu ạ. Là em có cháu bé năm 2007 á, là cháu bị con chó nó cắn á. Thì em được tiêm phòng cho cháu mấy mũi rồi, bây giờ bác sĩ dặn em là 5 năm sau á, nhắc lại cho cháu một mũi nữa, nhưng mà em hôn nay mai là nó có ảnh hưởng gì về trí não cháu hay không ạ? Thế nên ví dụ như em không đi tiêm mũi thứ 5, thứ 3, thứ 4 gì đó nữa thì là nên là có ảnh hưởng gì không ạ? Vâng, tôi đã hiểu được câu hỏi của chị rồi. Thì việc chủng ngừa, đặc biệt là cái mũi cuối cùng sau một thời gian lâu như vậy đó thì chúng ta thường hay quên lắm. Và trong những trường hợp như vậy thì bởi vì tại sao có cái mũi cuối cùng này? Bởi vì cái mũi cuối cùng này gọi là cái mũi tiêm nhắc, có nghĩa là nó lặp lại một cái phản ứng miễn dịch cho cơ thể của chúng ta một cách vững vàng hơn. Nghĩa là khi chúng ta tiêm những mũi đầu tiên thì cơ thể của chúng ta cũng có được một cái đáp ứng miễn dịch tương đối là khá là tốt rồi. Và mũi cuối cùng này giúp cho chúng ta củng cố được cái đáp ứng miễn dịch của cơ thể. Và trong những trường hợp mà quên như vậy đó thì chắc chắn là chúng ta phải tái khám lại. Và bác sĩ sẽ làm một số cái xét nghiệm cần thiết để đánh giá là cái mức độ miễn dịch của chúng ta đã đầy đủ hay chưa. Và từ đó có thể là chúng ta sẽ tiêm gọi là bù lại, hoặc là chúng ta có thể ngưng không cần tiêm nữa. Và theo lời khuyên của tôi chắc chị cũng nên đưa cháu đến nơi mà chị đã tiêm cái mũi đầu tiên để tái khám lại. Dạ vâng ạ. Vâng ạ. Tiếp tục sẽ là một thính giả khác ạ. Anh nào xin chào ạ. Alo. Alo. Dạ vâng ạ. Alo, chào chị ạ. Dạ, anh có thể nêu câu hỏi ạ. À chị ơi, em chào bác sĩ ạ. Dạ, bác sĩ cũng đang lắng nghe câu hỏi của anh đấy ạ. Dạ, em hỏi em bé em mới 16 tháng tuổi vậy. Dạ. Thì rối loạn tiêu hóa, không biết là đi cầu bị phân nó sống nhiều lần, đi cầu nhiều lần phân sống, không biết có
dùng chế độ ăn bình thường hay là dùng chế độ ăn kiêng gì không ạ? Vâng, tôi đã hiểu được hỏi của anh. Đối với những trường hợp cháu bé trên 1 tuổi, nghĩa là 16 tháng tuổi mà có những vấn đề rối loạn tiêu hóa như vậy thì đầu tiên chúng ta phải coi là chế độ ăn. Có nghĩa là chế độ ăn ở những cái lứa tuổi như vậy đó thì chúng ta xem có thích hợp hay chưa. Thông thường thì chúng ta đưa vào những thức ăn mới thì bộ máy tiêu hóa của trẻ cũng chưa có thích nghi được. Và trong những trường hợp như vậy thì đường ruột của cháu cũng không hấp thu hoàn toàn được thức ăn và có thể gây ra dẫn đến một số cái trường hợp như là rối loạn li tiêu. Và ngoài ra thì cũng có thể là cháu đã có những cái vấn đề sức khỏe khác, chẳng hạn như là những cái vấn đề sử dụng thuốc khác, chẳng hạn như thuốc kháng sinh có thể ảnh hưởng đến những cái men vi sinh ở trong cơ thể của cháu, trong đường ruột của cháu. Và theo tôi nghĩ thì anh đầu tiên là nên quan tâm đến chế độ ăn, có thể bổ sung cho cháu một ít những cái loại men vi sinh. Và sau đó nếu như vẫn không cải thiện được thì chắc chắn là chúng ta phải đưa đến khám ở một bác sĩ chuyên khoa về nhi, có thể giúp anh giải quyết, giúp cho cháu giải quyết vấn đề này. Vâng, vâng, như vậy là thạc sĩ bác sĩ Phan Hữu Phước cũng vừa tư vấn cho rất nhiều quý thính giả khi gọi đến chương trình Chuyện Gia Đình với chuyên mục Sức Khỏe và Cuộc Sống ngày hôm nay qua số máy là 38223285. Vâng, và nếu quý vị vẫn muốn đặt những câu hỏi của mình thì chúng ta hãy tiếp tục dành thời gian theo dõi chương trình sau đây, chương trình Thầy Thuốc Của Bạn. Và chúng tôi một lần nữa xin được cảm ơn văn phòng đại diện Sanofi Pasteur với sản phẩm Vasicrip có chức năng phòng ngừa bệnh cúm mùa 2010, đặc biệt là chủng cúm AH1N1 năm 2009 đã đồng hành với chương trình. Và cũng một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Phan Hữu Phước, trưởng bộ môn kỹ năng y khoa khoa y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian của buổi trưa ngày hôm nay và cũng không quản ngại đường xa cũng như là thời tiết khá nắng nóng bên ngoài để cùng đến với chương trình trực tiếp tư vấn cho quý thính giả. Cảm ơn anh Đào. Xin chào tất cả quý thính giả. Ăn hảo hảo trúng xe hơi thật rồi. Chúc mừng anh Vinh Nhân Bái, nhân trạch Đồng Nai trúng giải đặc biệt, là người may mắn đầu tiên ăn hảo hảo trúng xe hơi Kia Morning. Vẫn còn 9 chiếc xe hơi Kia Morning và nhiều giải thưởng khác. Honda Lead, TV LCD, điện thoại Nokia 2690 đang chờ bạn. Ăn mì hảo hảo để là người chiến thắng tiếp theo.